You know what? Someone put me Me? and right here pink in this ombre and pink. A bright pink? Yes, only that one. And that one. Pink. And the other just pink. Yellow. The oh, okay. So, oh, this one, no yellow. No. Okay, white and pink. Yeah, ombre, the nude, and the pink. No, if you want ombre, nude, and pink, nah, it's not too so better. Okay. Okay, only white and pink. Yeah. Okay. White and pink. Oh, I think all pink, whole pink, okay, whole pink. Good. Cắt hơi khó quá. This one, whole nail. But oh no. This being like this. Oh. Sorry. It's okay. Sáng sớm mà thấy hơi căng vậy nha. Làm I think this pink, like the girls. Mà nó nói pink nào mà. Ờ cái pink đó hả? Ok, số mấy? Con lấy số 7, số 9. Số 9 đúng không? Không phải, nói là cái vấn đề là nó không biết. Ok. Pink, pink and nude. Ok. Phải. Đã còn có khách hàng tiếp theo mẹ. Mà nó cứ lộn xộn, nó thay đổi hoài. Mình câu mình sợ trễ khách của mình nữa. Nó gặp nó chơi cái màu này với lại cái màu nút này không biết nó xô không nữa. Sáng bột hơi chảy nha cả nhà, mình cứ từ từ thôi, từ từ thôi. Đừng vuốt liền nó mất bột của mình. Bây giờ đợi nó ráo nè, nó ráo nè mình mới vuốt nè. Mình mới vuốt nè cả nhà. Mất bột nè, lấy cái xếp. Không biết chờ cái màu nước này lên nó xô lên luôn nữa cả nhà. Tình người ta chơi màu yellow với lại màu nước thì nó xô là đẹp rồi, mà không chơi tự nhiên không có chơi vậy. Khách hàng là thượng đế nha cả nhà. Đó. Giờ đưa xuống. À, nó dẫn sâu lên beautiful, right, beautiful, right, nice, and same, right, okay, just one nail, okay, spring nail,
look like screen name. Vậy đi nha, đừng thay đổi nữa nha. Ta có khách hàng theo nữa, thay đổi trễ khách nữa. Vuốt cái đầu nó cho mỏng nha cả nhà, vuốt cái đầu đây nè cho mỏng, để khi mình làm để cái cục ombre lên á nó không có bị xô cái đường line của mình ra nha. Nhớ nha, vuốt cái đầu cho mỏng nha. Cái đầu nó càng mỏng càng tốt nha. Sáng sớm bột này nó còn ướt dai á cả nhà. Còn ướt dai thì mình làm nó hơi mất thời gian cho mình chút xíu. À, tiếp tục nè. Để lên một cục nè cả nhà. Đó. Để lên một cục nè. Để xuống nè. Đó. Xá kim cầu nè, vuốt xuống nè. Đó. Lấy đi quịch nè, vuốt cho nó mượt nè. Ở bên đây nè, tém bột qua bên hông nè, vuốt xuống nè. Đó. Rồi xong nha, xong cục ombre của mình nha. Mấy cái bột màu quá nó chảy lắm cả nhà, đắp từ thôi, tại vì mấy cái bột màu này á cái pigment nó nhiều quá, người ta mix cái pigment vô nhiều quá cho nên nó chảy lắm, mình cứ từ từ thôi, tàn tàn thôi. Còn như mấy cái màu nước á thì ok, nó dẻo hơn mấy cái bột màu nha. Sạch chờ không giống ai cả nhà ơi, tự nhiên không cái ombre vàng với lại nút nữa, mấy ngón kia tự nhiên ngón sen vô màu hồng, thấy nó chết quớt rồi cả nhà ơi. Khách hàng là thượng đế, kệ nó đi, tại giờ nó chơi ombre năm màu đi đó nó sẽ đẹp, tự nhiên chơi vàng với nút mấy ngón kia con ngón sen vô màu hồng. Để khách trả tiền nha, khách thích là mình thích nha, khách thích là mình mới có tiền nha. À, đó, đi xuống bên hông nè, vuốt vô bên hông đây, vuốt vô cuticle nè, mình dặm cho cuticle nó sát, nó nằm dẹp xuống đó. Rồi xong nha cả nhà. Pink or yellow? Pink. Pink, ok. Pink. Thấy chưa, vũ pink luôn ấy à. Đó, nó chảy lắm. Từ từ, mình cứ từ từ. À, để lên mà nó bị khô nè. Chải dặm 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 xuống tờ giấy nó thành khô luôn đó cả nhà. Đó, không sao nha, khô nó cũng thành chải lại, chơi đi quệt vô là nó ướt lại nha. Good morning cả nhà nha, sáng có bộ hôm nay có tinh thần thi đấu rồi nha cả nhà. Ok, khách thích thì mình chiều nha cả nhà. Hai ngón hồng, mấy ngón kia vàng.
Khách thích thì mình chịu thôi. Ok. Cục này nhỏ quá, lấy cục bự. Để ra là cả nhà. Vuốt nó, vuốt nó vô. Đây bị cục bụi nè, thấy ra làm bị cục bụi này. Hư cái ombre của mình hết. Rồi, mình cứ đè xuống đi cả nhà, gặp trường hợp này cứ đè xuống đi, mình chét cái cục bột nước vô đây. Rồi xong, beautiful, like không? Ok. Bạn cứ like mình có tiền, đúng không? Bạn like là mình có tiền. Tranh thủ 11:30 phải xong để có khách tiếp. Mấy cái bột màu mà pigment mình nhiều quá mọi người, ngộ lắm rồi. Mình lấy liquid á mà mình để cục bột lên liền nó chảy tè le, còn mà để lên hả vài giây hả là buông ra, nó dễ bị khô lên cả nhà. Bột pigment nhiều nó vậy đó.
đó nó còn đang ướt á, để nó. Còn đang ướt thì mình tém thôi, còn mới dám vuốt. Rồi thấy nó ráo ráo lại nè, mình vuốt nè. Tém vô. It's a little banana, huh? Mình đắp upgrade gọn gọn thôi cả nha, để một chút mình không có dũa nhiều nha, mình dũa nhanh. Thank you em nắng, anh mưa, thank you em nắng nha. Mình có khách hàng 11 giờ rưỡi tiếp theo cho nên mình tạm tạm cái cách này cũng được, tạm tạm thôi để mình đắp ôm ray cho nó gọn gàng. Cắt nè, da tới đầu móng cắt bột nè. Xong nè mọi người, là coi đen nhậu để một cục lên, là làm ông ray nè, ray một cục thôi, thấy không? Đó. Cái nhà thấy không, một cục là ra cái âm ray rồi. Học neo đi em, học neo đi. Làm neo thời gian nó thoải mái lắm em. Học đi, mốt đam mê hả, ghiền luôn á, ghiền neo á, tới chân ghiền rồi không có bỏ nghề được đâu nha. Tém vô kìa. Ở đây bị phình, nó phình thì mình sẽ sao mình tém nó vô cho hết phần. À, xong để ngon út này chơi cái cục nhỏ thôi. Đấy lên là critical nè, buông ra nè, giảm sát critical nè, đưa xuống nè, vuốt nè.
Rồi, vuốt nè. Vuốt nè, xong. Rồi, xong nha cả nhà. Dạy dũa. Dạy dũa nhanh không? Ở Việt Nam làm nail không có thu nhập cao, em muốn học sau này qua nước ngoài. Good em, có nếu có cơ hội qua nước ngoài á thì mình nên học nail đi, mình học biết cái cơ bản, cái căn bản trước đi em, để khi mà mình ví dụ như mình qua nước ngoài á, mình học nail cách làm nail theo cái nước đó, đó thì mình cũng dễ tiếp thu hơn. Chứ mình không có biết cái gì hết trơn á, mình qua mình học á thì nó cũng mất thời gian nhiều, rồi mình mới tiếp thu được, đúng không? Giờ mình ví dụ như mình nhắm mình học trước được cái gì cơ bản á thì mình cứ học ha. Giống như là mình học cách lấy bột sao, rồi cách dũa cái xếp sao đó, những cái cơ bản đó bây giờ em tự học cũng được. Em mua đồ, em mua móng giả, em mua bàn tay giả rồi về đó, giờ em tự em mở mấy cái YouTube rồi đó, rồi em coi em học cách dũa xếp sao, cách cắt cái xếp sao đó, những cái đó là những cái cơ bản em nên học đầu tiên. Đó, cái sếp này cấp phần nè, không? Hai chị Tammy bữa giờ xài cọ của chị nè, ra chiến trường, ra xa trường nè. Đánh giặc, ra xa trường đánh giặc nè. Bao phê luôn nha, đánh giặc bao phê luôn nha. Anh chị nào muốn mua cọ thì liên hệ chị Tammy Lê nha, cọ xài bao phê, đi đánh giặc bao phê luôn. Vuốt mượt lắm chị ơi, vuốt phê luôn. Nè đó, chị thấy không, vuốt ông ray đó, cọ mới dùng cọ đó không, vuốt bao phê luôn không. Vuốt âm ray bao phê luôn nha chị. Không sợ địch mạnh, chỉ sợ không có vũ khí tốt để tiêu diệt địch nha chị. À, câu này là của Tào Tháo để lại nha chị. Tháo đã từng nói nha, ra chiến trường không sợ địch mạnh, chỉ sợ không có vũ khí tốt để tiêu diệt địch nha. Vuốt là bao phê luôn. Vậy cái gì vậy, tự nhiên không cái nhạc lớn nên trời ơi trời.
về tình. Sorry cả nhà, tự nhiên cái xong cái máy nhạc nó bị man đó. Giật cái dây ra. Âm sầm, âm sầm quá. Tự nhiên cái máy bị man, nhạc nó lớn lên quá trời luôn cả nhà ơi. À dạ, cái này là cái chi sổ 71 đó chị. Cái màu nước này, cái chi sổ 71 đó nha chị. You know what's worse than hearing ads while listening to music? Hearing ads through only one ear. But that's what happens when you make the rookie mistake of dropping an earbud on the subway tracks. One ear hears this, the other hears nothing except the commuter next to you slurping their coffee. And now that you're in this position, you have a decision to make. Giờ cái máy nó mà tắt không được luôn trời. Or buy your fourth backup pair this month. Rookie mistake. Làm cái này chi mình tùm tùm luôn đó. Con này nó còn ướt nữa nha. Giờ mình vô trước. Đúng rồi chị. Sao là 71 đi vào viện quyền thoại luôn rồi chị ơi. Làm ôm ray màu nào là cũng tô lên là biếu đi full luôn nha. À, nó dẻo quá chị. Chi sầu 71 là dẻo dẻo luôn nha. Làm ôm ray là dẻo dẻo biếu đi full luôn nha. Nó đắp không cần vũ nhiều nha cả nhà. Sơ sơ thôi là xong rồi. Tập tròn cái cuticle của mình là ok rồi nha. Mặt móng mình không cần phải dũa luôn nha. Mình bút phờ, một chút mình bút phờ là nó mịn cái ông ray của mình rồi. Đó, chủ yếu là dũa cái cuticle cho sạch bột, cho tròn. Rồi cái đầu móng nè, mình dũa cho nó mỏng là xong. Cho nó cái đầu móng nè, đó. Nó mỏng là xong nha. Rồi vậy thôi. Dạ ôm ray bao phê luôn đó chị ơi. Hên quá tắt được cái máy nhạc rồi. Vậy nữa hả? Đó thấy đang nhồi vũ kêu đi cò chứ vũ kêu cò cho tròn cho sạch rồi lết xuống cái đầu móng vũ cái đầu móng cho mỏng rồi vậy là xong rồi đó cả nhà. Mình làm vậy á nó nhanh nữa. Bởi vậy mình cố gắng mình đắp bột á cho nó gọn gàng cho nó mịn cái mặt móng của mình nha. Bộ nail không hở hay không là quan trọng là mình vuốt cái cuticle quá cả nhà. Mình vuốt cuticle cho nó sạch, nó sát, nó sạch bột với lại nó sát xuống là cái đó là quan trọng nha. Còn cái mặt móng nó không có liên quan gì tới trơn á. Mặt móng mình không cần phải vuốt, nếu như mình đắp nó mịn màng rồi không cần phải vuốt, bút phờ thôi.
Còn cái đầu móng á là mình lúc nào cũng nên cho nó mỏng lại để nhìn nó giống như cái khách nó nhìn giống như là cái móng thật tự nhiên của nó vậy đó. Mà muốn cái mặt móng của mình á vuốt bột á mình cũng phải cần cây cây vũ khí tốt đó nha cả nhà, nên mua những cái sản phẩm mà giống như mua cọ đó, mình nên lựa chọn những sản phẩm cọ của những anh chị nào buôn bán uy tín, lông cọ mềm mượt đó thì mình làm mình không có sợ nha. Lúc nào trên xe mình là cũng phải có cái màu chiso 71 nha cả nhà, để dành làm những cái màu ombre đậm này nè. Tại vì á những cái màu nude lợt á nhiều khi làm những cái màu đậm này nó không có cover được, nhưng mà cái chiso 71 á thì nó làm nó vừa cover được mà nó vừa ra hợp với lại những cái ombre màu này nè cả nhà, nó kết hợp với lại giống như là kết hợp nhìn nó ra cái ombre nó đẹp hơn. Khách này da da quá trời, lúc mà mình chạy dũa mình chạy da nó đi luôn. À, để đem nhồi dũa xong đem nhồi zoom gần cho mọi người coi cái chemical mình dũa. Dũa đơn giản nhanh nhưng mà cái chemical của mình nó vẫn tròn, chứ không phải mình dũa nhanh là dũa ẩu. Cái cuticle của mình nó mà tròn sát á cả nhà, mình á lúc mình sơn lên nó đẹp lắm cả nhà ơi. Nhìn cái bộ nail của mình nó nhìn nó sắc. Dạ thank you những anh chị vô xem cái chia sẻ của Daniel nha, có người tám đỡ buồn, có người coi cái live stream của mình đỡ buồn nha. Chết cha, lo nói chuyện cửa tai nha cả nhà, không sao nha, có máu có tiền nha. Dạ chiến trường là phải có máu nha cả nhà, chiến trường đánh giặc nào cũng phải có máu nha. Beautiful.
Giờ mình kiểm tra cái sếp rồi mình vũa sơ thôi. Mình đắp ôm rây mà gọn á cả nhà, cái bộ ôm rây mà móng dài dài mình làm cao lắm cũng từ 45 phút trở lại thôi, cũng không có lâu đâu. Trừ khi khách nó giờ cuối mà nó muốn design đồ thêm này kia thôi, chứ làm ôm rây không nó nhanh lắm cả nhà ơi. Rồi khách nó đổi ý nó làm thêm này nọ nó mất thời gian cho mình. Không, xong xuôi hả, mình hỏi là khách nào. Ok. Good. Rồi, rồi, good. Nhớ vụ hai bên hông cho nó thẳng hai bên hông luôn nha cả nhà, không có để cho nó bị giằng cưa nha. Đó. Nhớ vụ nè, đó, hai bên hông không mới để cho nó bị giằng cưa. Xong rồi mình đo lại coi móng hai bên nó đều chưa nha cả nhà. Rồi, đo lại nha cả nhà. Đo lại nó đều là ok nha. Ngón mình đây dài hơn chút, quan trọng là hai ngón cái nha cả nhà, hai ngón cái mình nên chú trọng từ cái kích thước cho tới cái độ ngắn dài nha, nó phải 9-10 với nhau chứ nó không có được mà sơ xuất nhiều. Khách nó hay để hai ngón cái của nó vô nó so vậy nè đó cả nhà, nên nên lưu ý nha, nó soi hai ngón cái vô ok là nhiều, mấy ngón kia nó không cần soi nữa đó. Ít nhất là cái kích thước nó phải 9-10 như nhau, nó phải đạt 9-10, nó không có cần, không có được sơ xuất nhiều. Rồi xong rồi mình bước vào thôi.
Mọi người thấy khách nó chờ vậy thấy thấy hợp không? Ông Ray vàng xen vô hai ngón hồng. Vẫn dư thời gian ra ngoài đi lòng vòng, ra ngoài đi lòng vòng làm ly cà phê nha cả nhà. Sơn shop khó cho nó xong rồi vẫn còn thời gian tranh thủ làm ly cà phê rồi xong 20 phút nữa có khách hàng tiếp. Everything good. Tỷ có start. Tạm biệt. Ok, xì xì. Sơn thấp khó đang nhìn bao phê luôn đấy hả? Ok. Nè, mình vỗ cái cô nè, nó tròn nha cả nhà. Nó tròn, nó sạch cái bột của mình. Còn những cái phần này là những cái phần mà da dư. Những phần da dư chút mình lên cái tay nữa là nó đẹp nha. Mình làm xong mình sơn luôn cả nhà ơi. Cái quay của mình làm xong là sơn luôn rồi chút mình lên cái tay nó sao rồi đó ok cả nhà. Để coi cái màu hồng với màu nước nha. Mướt mưa không cả nhà, biết được rồi. Tới mùa hè cả nhà khách nó hay làm những cái ombre màu lắm. Nó cả nhà mình đâu cần phải vỗ mặt móng đúng không, nên nhiều nó đâu cần phải vỗ mặt móng đúng không, mình chỉ cần bứt phờ thôi là cái ombre của mình nó mịn rồi. Bởi vì cả nhà cố gắng đắp gọn gàng cái ombre của mình nha, đừng có để cho cái ombre của mình nó gồ ghề. Ok xong. Thì chút á, mình không có cần phải vuốt cái mặt móng thì nó sẽ không không sợ bay cái màu ombre của mình. Nhớ là sơn xong á là lúc nào mình cũng phải tém nhẹ hai bên hông vô nha cả nhà, trước khi bỏ vô đèn nha, chứ mình không tém á, cái nó mất cái xếp của mình. Mình tém nhẹ vô nè, mình bắt buộc phải tém nhẹ hai bên hông vô.
Này ombre có hai màu thôi cả nhà, màu pink với lại màu vàng, có gọi là nail mùa xuân không cả nhà, có gọi là spring nail không? Rồi giờ mình liên tay nó nha, xịt alcohol vô nè, liên tay nó. Đó, xong nha. Chờ oil lên nữa. Mình vuốt lên nha cả nhà, đừng có vuốt xuống cái móng nó làm mờ cái móng mình chụp hình nó không có đẹp. Mà lỡ nó có dính móng mờ á, mọi người lấy alcohol hoặc aceton á, chùi cái mặt móng nó lại. You like her? Thank you. Rasa. Đen nhồi cũng rửa chảy máu hoài à nha cả nhà. Cho nên mình làm là mình đừng có sợ cái vấn đề này, đừng có nghe người ta nói ở bên Mỹ đồ dũa chảy máu là khách nó thua kiện mình. Nhiều khi mình chưa có vô nghề mà mình nghe người ta nói á, mình đâm ra mình sợ, mình không dám làm cái nghề nail nữa luôn á. Hồi đó đen nhồi mới hả hả hồi đó đen nhồi mới vô nghề đó, nghe người nghe người ta nói nhiều quá sợ, tính là không có dám hả học cái nghề nail này luôn á cả nhà. Mình vô mình mới biết đâu phải khách nào cứ chảy máu là nó thua kiện mình đâu cả nhà, nên đừng sợ nha. Những anh chị nào hay là những em nào đó chuẩn bị đang muốn vô nghề nail á, học nghề nail á, đừng sợ, cứ học đi, học đi mình làm kiếm tiền. Ok nha cả nhà, thank you cả nhà xem livestream nha. Thank you cả nhà. Bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà cái livestream khác nha. Coi có bộ nail nào design thì livestream tiếp. Ok, thank you.